Dạ rồi, hôm nay thì mình đến tái khám với chị Oanh ha. Chị Oanh thì vừa làm trẻ hóa vàng mặt, hôm nay thì được là 13 ngày. Đúng. Cũng chưa được 2 tuần đâu, mới 13 ngày thôi mà hôm nay rất là xinh luôn. Thì trước đây là tình trạng của chị thì đến với em khá là chị có bị hóp hai cái thái dương, tính về trục dọc và trục ngang á, thì cái trục dọc của chị là tỷ lệ rất là đẹp rồi. Nhưng mà trục ngang thì hai cái thái dương nó hóp. Sau đó khi hai cái thái dương nó hóp như vậy thì nó làm cho cái việc là gò má mình nó cao và cái rãnh mũi má nó sâu, cho nên là cái mình cũng bị là cái cơ nó đổ rất là nhiều. Thì khi đó là chị cũng đi tư vấn rất là nhiều nơi, nhưng mà khi mà bạn bè làm ở đây rồi thì là bạn bè bảo qua đi, qua em cắt đi, thì có bác Kim, có tất cả mọi người đây, tất cả là ekip mình 25 năm kinh nghiệm không. Thì hoàn toàn khi mà đến đây rồi chị nghe tư vấn xong chị thấy ô hợp lý, nó quá hợp lý. Tại vì với tình trạng như vậy thì hoàn toàn mình còn rất là trẻ, cho nên là mình yêu cầu là căng da mặt thì làm ra là không đáng để mình căng da mặt, tại vì mình còn cải thiện được một cách nội khoa, những cái can thiệp nhỏ nhỏ tiểu phẫu thôi. Thì hoàn toàn đi làm thì chị làm vụ gì nè, đây thì bên mình ha, mình thấy những hình ảnh trước và sau thì hoàn toàn mình cấy làm đầy những cái thái dương xung quanh, rồi bắt đầu mình cấy làm đầy trẻ hóa bằng cái rãnh mũi má, rồi bắt đầu mình cấy cái căng chỉ, tất cả là căng chỉ hết, rồi mình treo cái khuôn mày của chị lên. Cái khuôn mày hiện tại của chị là đang bị gọi là bị sụp xuống như có tuổi rồi, cho nên không còn trẻ nữa, thì cũng gần 50 rồi đó. Cho nên khi làm tất cả như vậy, ngoài ra thì mình có đây mình có công nghệ tế bào, thì công nghệ tế bào mình ở đây thì mình có là tế bào gốc tươi luôn, cho nên là khi đó thì mình trộn chung với cái mỡ của chị mình cấy lên rồi xuất sắc luôn, quay được cực kỳ xuất sắc, cực kỳ dễ thương luôn. Chị có thể chia sẻ sau khi mà chị trải nghiệm xong á thì mình có thể trao đổi với mà hôm nay giống như hồi chị đến thấy khám gì đó, chị bảo thôi rất là happy luôn. Chị có thể chia sẻ không? Mà thật sự lần đầu tiên mình tới đây làm mình cũng rất là run, tại vì là mình không biết làm ra có bị nó thật ra coi là đường mũi có hơi có bị ô gì không, tại vì thật sự bạn mình có làm một cái thẩm mỹ viện lớn lắm, nhưng mình khéo xíu mình không có nói tên ra, người ta làm cũng mất hết mấy trăm triệu mà ra cái mặt rất là không có hoàn hảo. Dạ. Cho nên cái chị đó gọi cho mình, chị cũng cho mình coi thì mình cũng hoang mang lắm. Cái thì mình có biết được một cái bé Ly Như, thì bé đó cũng làm ra rồi, bé cũng khuyên mình tới đây làm. Thì mình gặp Hòa thì nó ủa sao mới tới đây, Hòa lại nói làm đơn giản vậy, chỉ có là hút mỡ rồi chích lên mặt đúng không, rồi thêm tế bào gốc, rồi treo cung chân mày, rồi căng chỉ, rồi Hòa còn nói bác ưu tiên phi cho là chích thêm lỗ tai với cái môi cái mũi. Không, mà thật sự cái môi chị rất là ưng ý, tại vì bạn chị nói cái môi á ai cũng nói là rất là tự nhiên, nhưng mà mười mấy ngày nay á ở nhà á dưỡng á cũng sợ lắm, sợ giống như là khi làm ra rồi không biết cái mặt nó có bị làm quá không. Nhưng mà hôm qua thì gặp mấy người bạn mình có trang điểm nên ai cũng khen hết, khen là trẻ là rất là nhiều, mà cái mặt thì vẫn còn đơ, là nói chung là bên phải vẫn còn đơ, nhưng mà mình chụp hình lên rất là trẻ. Nên ngày hôm nay mình lên đây tái khám mình rất là vui. Mình vui, mình cảm ơn tất cả bác sĩ gì đó đây, cảm ơn bé Hòa. Mình rất là tin tưởng chỗ này, lần sau mình hy vọng mình sẽ làm tiếp. Thì đó, cái kỹ thuật của mình nó không đơn thuần chỉ là cân chỉnh không, nhưng mà thường như là mình đưa về phong thủy. Thì giống như là thái dương mình hóp nhiều quá, cho nên khi thái dương hóp cái gò má cao, đối với phụ nữ Á Đông của mình mà gò má cao thì nó cũng không có tốt, cũng không phải lắm. Cho nên là gần như em khác không phải đi đến một cái chuyện đơn thuần là tư vấn và làm, nhưng ở đây tụi em là tư vấn và làm theo kiểu phong thủy để giúp mỗi ngày. Thứ nhất là về công việc mình nó thuận lợi hơn, thứ hai là mình trẻ hơn, thứ ba là khi mình tự tin thì chắc chắn mình sẽ được hạnh phúc hơn, tôn trọng từ bạn trai, bạn đời hoặc là chồng mình. Thứ hai nữa là khi mình tự tin thì công việc nó thuận lợi, thì em chỉ mong muốn khách hàng được như vậy thôi. Thì gần như là có những khách hàng gọi là không nhận em cũng phải năn nỉ, chị ơi chị nhận giùm em, tại vì hoàn toàn chỉ làm á, chị chỉ biết là một mình chị thôi, nhưng mỗi ngày tụi em chăm rất là nhiều khách, một tháng em chăm không biết bao nhiêu ca. Thì khi mà chị làm chút xíu như vậy chị cảm thấy hạnh phúc hơn, happy hơn, giống như là khi làm chị không có nhu cầu làm trái tay đâu, nhưng mà em vẫn khuyên ở thôi làm trái tay chút xíu để cho cái hậu phận mà nó tốt, cái môi tí cho nó trẻ hóa, cái mũi chút xíu để nó bớt bóng đỏ. Tức là mình khuyên khách hàng làm nó chút nhẹ thôi, mà khi được chút xíu nhẹ như vậy mình cảm thấy cái sự hài hòa nó nhiều hơn, mà em rất là happy khi khách hàng em được hạnh phúc. Không, thật sự là Oanh nói là Oanh rất là vui. Và mới đầu thì Oanh ở nhà Oanh nghĩ trời không biết cái mặt nó bớt sưng rồi nó có bị làm quá không, nhiều lúc tâm cái gì người ta làm quá là mình cái mắt của mình nó không có tự nhiên, nó bị đơ á. Bây giờ thì mình rất là tin tưởng Hòa, cho nên là mình hứa là 2 tháng sau mình về mình sẽ chích thêm miso tế bào gốc, rồi để cho Hòa duy trì cái mặt của mình. Đúng rồi, chắc chắn là trẻ. Chắc tại chắn. Vì ở đây không phải đơn thuần như là miso đơn thuần, mà hoàn toàn ở đây bác Kim đầu tư phòng lab cả 100 tỷ luôn mà. Tức là đầu tư phòng lab để lấy đúng tế bào gốc tươi á để mà cấy lên da. Thực sự những khách hàng của em đã trải nghiệm rồi, da hồng cực kỳ luôn. Thật sự bữa mình vô mấy y tá cũng
tận tình cũng khuyên lắm. Mới đầu mình nói là Hòa nói là chỉ là gây mê nhẹ thôi, nhưng mà hai bé y tá nói không được, chị phải gây mê. Chứ chị gây mê nhẹ lát hồi chị đau lắm. Mình cảm thấy cái đó là mình thấy những y tá đây cũng tận tình đó thật sự. Tại vì mấy cô làm quen rồi, mấy cô biết cái ca nó như thế nào. Cái mình nó ồ vậy hả, chị thôi gây mê đi. Cho nên hai cô có cô y tá trong phòng mổ dễ thương đó. Cô nói chị đừng có gây mê. Với bác mờ bác sĩ mà gây mê á, bác cũng nói không, đừng gây mê nhẹ. Mình gây mê chút đỉnh thôi, chứ mờ gây mê một lát hồi em mờ tỉnh mà lỡ đang làm nửa chừng rồi em đau sao thì mình thấy cái đó là mình thấy rất là đúng. Nó cũng nhẹ nhàng, mình thấy mấy bác y sĩ đây với y tá rất là tận tình, làm xong là tỉnh liền nhẹ nhàng đúng không? Đúng không, rồi không có ói cái gì hết. Đây là tất cả thuốc gần như là bác sĩ thuốc tốt nhất của thế giới đúng lại. Với lại mình thấy vết vết nổ mộ của bác mà hút mỡ đó, rất là đẹp. Tại vì bạn của chị làm qua vừa rồi á, bữa nay người ta làm đó 2 tháng hơn 3 tháng rồi. Mà hôm qua dạch cho cái đùi chị coi á, còn bầm cái chỗ hút mỡ mà bầm đẹp vậy. Mà bác làm đây thì rất là nhẹ, bữa nay thấy mờ hết trơn. Hay quá, tại vì tất cả đây mình là công nghệ hết, không có nào thủ công. Thứ nhất là công nghệ, thứ hai là ekip của mình cũng 25 năm, cho nên gần như là kỹ thuật hoàn hảo từng chút luôn á. Chứ không phải đơn thuần ngày tôi làm cho nó xong, mà hoàn toàn làm bằng kỹ thuật cộng với cái việc là làm sao cho nó hoàn hảo nhất có thể. Đó là kỹ thuật của bác Hiệp. Gần như ở đây mình đi ra cái tâm của ngành y á, cho nên là bác làm cái nào thì hoàn hảo cái đó. Gần như khách hàng không tặng cũng phải năn nỉ khách hàng để nhận, tức là không tặng nhưng mà năn nỉ khách hàng hiểu là đây là cái tặng, mà cái tặng là lợi cho khách hàng nè. Cho nên là dù là cái dịch vụ không có, bác cũng làm thêm cho mình để nó hoàn hảo hơn. Nói chung là ưng ý. Dạ rồi, hai thì đó cho nên là đẹp xong rồi về bữa về với em ha. Về với em thì mình làm cái ngực đó, chị quan tâm làm ngực hay tất cả ngực. Ở đây thì không, ở đây mình tin tưởng bác, mình chắc mình tới đây lần đầu là thật sự là nói thật ra mình cũng không giấu giếm mấy chị em đây nữa, là mình cũng ngại lên livestream lắm, nhưng mà mình đi làm thẩm mỹ rất là nhiều, căng chỉ căng cơ rồi đã làm ngực làm mũi qua rất là cũng 2-3 lần rồi, nhưng mà tới đây mình cảm thấy mình rất là ưng ý. Mình lần sau mình sẽ về ủng hộ ủng hộ thuốc ngực tiếp. Cho nên là hôm nay thấy happy rồi, chị bảo là thôi Hòa ơi chắc có lẽ để lần sau chị làm ngực rồi làm ngực với lại dáng mông hút mỗi đùi chích lên mông. Hôm bữa cô tưởng là bé Hòa nó ủa sao bé Hòa không khuyên mình chích mông ta, thì giờ bé Hòa nói là mỡ bụng không có đủ. Cái mỡ đủ thì em lọc mình phải ép cái da thôi, tại vì hoàn toàn là cái mỡ đó không phải đơn thuần là mình hút ra rồi mình cấy lên, mà hoàn toàn hút ra xong tụi em chuyển vào phòng lab phân lọc thành cái SVF. Sau đó tụi em cấy lên, thấy không, tức là cái da cấy rất là đều, nhìn là mình không biết là mình đang cấy luôn. Cho nên dù là cái một cái lượng rất là lớn mà tụi em cấy dạng SVF chứ không phải là mỡ đơn thuần. Tại mỡ đơn thuần nó có là sơ mỡ, nước mỡ, cái vô nó không sống. Còn cái dạng SPF thì cái da nó sẽ non hơn và hồng hơn cái da. Thì em thấy trẻ mà hoàn toàn cấy xong chút xíu cái nó đỡ lắm, cái chuyện mà đỡ cái hót này nè. Rồi xong rồi da cũng bao bì hơn, trán cũng bao bì hơn, xinh. Thấy cái môi bóng hẳn luôn. Không, ân ý, thật sự là rất là ân ý. Mấy bác với lại cho nó làm xong mà mới có mười mấy ngày, mình rất là ưng ý. Cái này nói thật lòng. Treo con mày thì vết sẹo đẹp. Vết sẹo cũng không có thấy nữa. Bạn bè mình hôm qua gặp ai cũng rất là ngạc nhiên. Có đứa bạn ở bên Mỹ về nó hỏi, ô anh ơi, sao cái mặt bữa nay lạ. Cái mình hỏi lạ là lạ hay sao? Nó nói lạ là đẹp ra nhiều. Không, mình vui lắm. Cảm ơn mấy bạn. Rồi hôm nay em cũng trong chị tái khám thì cũng sắp bay rồi. Đúng rồi. Sắp bay thì cho nên tái khám để em hiểu được là mình đang có vấn đề gì, tụi em đồng hành vậy đó. Nhưng mà sau đó cũng như chị đã ghen cho em. Em ghen chút xíu tại mình có kinh kỹ á. Cứ rảnh về là thì đi về đó, cũng không nhất thiết ra ngoài thì bỏ ra. Nhưng mà khi mà mình đi như vậy giúp cho nó săn cái cơ lên và cái lạnh mương má nó cũng đậy hơn. Ok. Và vài bữa chị thấy là khoảng tầm sau 4 tuần thì nó đẹp nữa. Vậy hả? Tại vì hoàn toàn hiện tại bây giờ chưa, cái da kia còn chưa bong nữa mà. Thì sau 2 tuần nó rồi cái da nó bong nhẹ. Chị thấy mỗi ngày chị thấy là gần như nó bong nhẹ ra. Nhưng mà sau khoảng độ 4 tuần thì cái da nó hồng, nó sáng ra. Tại vì có tế bào. Tức là em dùng vừa mở SPF cộng với tế bào nó trên cái da. Không, mà chưa tuần lễ trước mình cũng phát giác trên cái trán của mình á. Nó bong, nó bong, nó khô, nó bong, nó bong nữa. Đúng rồi, nó bong cái lớp da cũ của mình, cái da mình nó có một chút nám nám đi. Là nó bong cái lớp đó là mình thấy có cái hiện tượng này bé Hoa nói, mình có thấy. Cho nên là bắt đầu từ 2 tuần cho đến 3 tuần cho thấy nó bong nhẹ nữa. Nó bong một lớp mỏng nữa, thì khi nó bong nhẹ như vậy để nó tác động cái da cho nó non hơn. Xinh, sắc đẹp rồi. Về nhà chắc anh nhìn cũng ra quá. Xuất sắc lên.
Dạ rồi, thì sau khi chia sẻ xong thì với ba cả nhà nha, cái gì thì đến với em Cát để được chia sẻ nhiều hơn. Khách hàng của em Cát cực kỳ hài lòng sau khi trải nghiệm, thì mình ở đây gần như là mình ít quảng cáo lắm, hoàn toàn là người này giới thiệu người kia. Bạn làm rồi thì chắc chắn là đối với em Cát thì gần như bạn làm rồi thì chắc chắn sẽ có 10 người nhà đến nữa. Cho nên đối với em Cát thì gần như là đi bằng cả tâm của mình, đi bằng sự đồng hành lâu dài, cho nên là kết quả chắc chắn hoàn hảo. Dạ rồi, bye bye cả nhà. Bye bye.